Năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn đối với kinh tế, thương mại khu vực và thế giới nói chung, cũng như hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói riêng. Tuy nhiên, với việc thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam và Trung Quốc đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngoại thương của cả hai nước. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc trong năm 2020 đạt hơn 133 tỷ đô la, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 50 tỷ đô la, nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 84 tỷ đô la, chủ yếu đến từ nhóm hàng chế biến chế tạo và vật liệu xây dựng. Một con số mà cũng rất ấn tượng cho chúng ta có niềm tin và cho cái điều kiện để phát triển trong thời gian tới, đó chính là cái khai thác những cái cơ hội của thị trường trong các hội nhập và các hiệp định thương mại tự do. Và cụ thể là cả hai cái thị trường Mỹ và Trung Quốc, chúng ta đều có tốc độ tăng trưởng trong năm 2020 là từ 22% cho đến 37%, và tiếp tục duy trì cho con số tăng trưởng của chúng ta trong xuất khẩu của 2020 là ở mức 6,5%. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trong năm 2020, tăng 2 bậc so với năm 2019 và cũng là thị trường cung ứng hàng hóa lớn thứ 8 trong thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới.